Tiếp tục với những thông tin thời tiết, Bắc Bộ đang trong đợt mưa lớn và sẽ bớt oi nóng hơn. Nhiệt độ thì giảm khoảng bao nhiêu độ C anh Bá Minh? Hôm nay ở Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2 đến 3 độ C so với ngày hôm qua. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn sang tới Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La từ 28 đến 32 độ C, chỉ ít nơi như là Ninh Bình vào khoảng 33 độ C. Còn ở Trung Bộ mới chỉ có mưa dông nhiệt vài nơi về chiều tối, chưa đủ để hạ nhiệt. Trưa chiều nay vẫn nắng nóng diện rộng. Các thành phố Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa từ 35 đến 37 độ C. Nắng nóng cũng xảy ra ở khu vực Nam Bộ trong hôm nay. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Biên Hòa, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Châu Đốc, Mỹ Tho 35 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ sẽ thấp hơn do địa hình cao. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 29 đến 33 độ C. Về chiều tối sẽ xuất hiện mưa rông rải rác ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh với những dự báo chi tiết vừa rồi.